Chúng tôi bắt đầu câu chuyện từ hộ gia đình bà Trần Thị Phượng ở thôn Thanh Bình. Quanh khu vườn nhà bà Phượng, những thùng ong được nuôi xen lẫn dưới tán cây cà phê. Theo bà Phượng, để có được 250 thùng ong nuôi lấy mật, phấn hoa đem lại cho gia đình mức thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng như hiện nay, thì ngoài vốn của gia đình và công chăm sóc, bà Phượng còn vay vốn tại quỹ tín dụng Bình Thạnh để đầu tư mua con giống, thức ăn nuôi ong, rồi tiếp tục nhân đàn ong để bán giống tăng thu nhập. Cũng theo bà Phượng, nuôi ong là một nghề nhiều vất vả, nhưng thành quả kinh tế đem lại cũng rất cao. Vì vậy, để duy trì nghề nuôi ong, bên cạnh công chăm sóc, thì cũng cần nguồn vốn để đầu tư kịp thời. Mà quỹ tín dụng Bình Thạnh là địa chỉ để gia đình bà tin tưởng gắn bó vay vốn làm ăn. Bắt đầu nuôi ong ấy, thì cũng phải vay vốn của tín dụng. Thì gia đình cũng có vay 150 triệu. Thì lúc đầu thì cũng nuôi 100 thùng ong. Rồi bây giờ thì gia đình đã nuôi lên được 250 thùng rồi. Thì cũng nhờ cái nguồn vốn của tín dụng mà gia đình bữa nay cũng làm ăn nó cũng đang phát triển lên. Mong muốn là quỹ tín dụng cũng hỗ trợ nhiều cho các hộ ở trong xã. Tại vì bây giờ nhiều người cũng đang muốn kinh doanh nuôi ong hoặc làm cái vấn đề gì đấy thì cũng cần quỹ tín dụng để hỗ trợ cho những người dân ở trong xã. Một hộ gia đình khác là anh Trần Phương Bắc ở thôn Thanh Bình 2, cũng nhờ nguồn vốn quỹ tín dụng mà gia đình anh mới có cuộc sống như ngày hôm nay. 5 năm trước, anh được quỹ tín dụng Bình Thạnh cho vay 40 triệu đồng để mua 2 con bò giống về nuôi. Mỗi năm bò sinh sản, anh đem bán lấy tiền trả nợ lãi, phần còn lại đầu tư trồng cỏ làm thức ăn cho bò và chi tiêu gia đình. Năm 2014, thấy hiệu quả của việc chăn nuôi bò, nên gia đình anh Bắc quyết định mở rộng chăn nuôi bò để nâng cao thu nhập và đến quỹ tín dụng Bình Thạnh vay 150 triệu đồng đầu tư mở rộng chuồng, mua thêm 2 con bò giống và một máy cày đa năng để vừa phục vụ cày ải, vừa chuyên chở phân bón, thức ăn cho bò và các nông sản hàng hóa cho gia đình. Thời gian rảnh rỗi, anh đi chợ thuê lấy tiền. Hiện nay, đàn bò nhà anh đã tăng lên 8 con, trong đó một nửa là bò giống, còn lại là bê con từ 3 đến 7 tháng tuổi, giá hơn vài trăm triệu đồng. Bản thân em thì em thấy rất sung sướng. Quỹ đã tạo mọi điều kiện cho gia đình em, mong muốn cho quỹ tín dụng càng ngày càng phát triển cao hơn nữa, để cho bà con có cái chỗ để phát triển mạnh hơn. Năm 2007, quỹ tín dụng Bình Thạnh mở rộng địa bàn hoạt động và thành lập mới phòng giao dịch tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà. Hơn 8 năm hoạt động, phòng giao dịch đã thu hút ngày càng đông thành viên tham gia giao dịch, gửi tiền tiết kiệm, vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế. Qua đó, giúp cho phòng giao dịch hoạt động hiệu quả. Tính đến cuối năm 2014, phòng giao dịch Đinh Văn có vốn huy động gần 7,6 tỷ đồng, chiếm trên 17% tổng vốn huy động. Dư nợ cho vay trên 23 tỷ đồng, chiếm hơn 48% tổng dư nợ, với 654 thành viên dư nợ, chiếm 27% tổng thành viên. Một trong những thành viên tham gia phòng giao dịch Đinh Văn ngay từ những ngày đầu thành lập là cơ sở kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng Hương Trường ở thôn Hòa Lạc, thị trấn Đinh Văn. Được biết hàng năm, cơ sở Hương Trường đến vay khoảng 350 triệu đồng đầu tư kinh doanh vật liệu xây dựng và duy trì mối quan hệ truyền thống với phòng giao dịch Đinh Văn từ đó đến nay. Sau khi á mà cái quỹ Bình Thạnh nó mở ở đây, thì tôi cũng là dân ở trong địa phương này, thì cũng nghe, thì rồi cũng ra tham khảo nhiều chỗ, nhưng mà tôi thấy chỗ Bình Thạnh này là anh em rất nhiệt tình, đó, cởi mở trong công việc và cũng tạo được nhiều cái điều kiện cho khách hàng. Đó, đấy, nói chung là về cái thủ tục đó thì cũng nhanh gọn, đơn giản, đó, mà dễ dàng hơn là các chỗ khác. Đó, với về phần sau đó, là tôi là mong sao mà quỹ mở rộng lên, đó, để cho bà con ở khu vực này được nhờ. Với bản thân tôi đó thì tôi cũng quỹ là cũng hỗ trợ tôi vay được mấy trăm triệu để bổ sung vào cái vốn để làm ăn. Và cũng sau này cũng mong sao mà quỹ nó càng ngày càng phát triển. 19 năm hình thành và phát triển tính từ lúc thành lập, quỹ tín dụng Bình Thạnh từng bước định hình và hoạt động hiệu quả.
Tính đến tháng 4 năm 2015, đơn vị đạt tổng nguồn vốn trên 60 tỷ đồng, trong đó vốn huy động tại chỗ hơn 50 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 43 tỷ đồng, gấp hàng trăm lần so với ngày đầu thành lập, và số thành viên hiện có là 2.410 thành viên. Trên hết, từ hoạt động kinh doanh, quỹ tín dụng Bình Thạnh đã đóng góp đáng kể vào việc giúp thành viên vượt qua khó khăn, có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo. Quỹ tín dụng Bình Thạnh trải qua 19 năm hoạt động với sự cố gắng của các cán bộ nhân viên cùng với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đã giúp cho quỹ tín dụng ngày càng phát triển, năm sau cao hơn năm trước. Đến nay tổng dư nợ đạt trên 50 tỷ đồng và giúp cho kinh tế địa phương ngày càng phát triển cũng như góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo tại cái địa bàn nơi quỹ tín dụng đặt phòng giao dịch. Từ những kết quả đạt được cùng với đà phát triển hiện nay, tin rằng quỹ tín dụng Bình Thạnh luôn hoạt động hiệu quả, là chỗ dựa tin cậy của thành viên, góp phần giúp thành viên phát triển, nâng cao cuộc sống, đồng thời đóng góp tích cực vào chính sách xóa đói giảm nghèo của Đảng, Nhà nước tại địa phương.